người. Con hiện đang ở giáo khoa dân lý, giáo xứ Phúc Quả, thuộc tỉnh Bình Phước. Con nay là 31 tuổi, con người ngoại cho Lào. Con là tên Tâm. Dạ, con là tên Tâm cho Lào Châu. Con là cảm ơn tay, con được được xem. Hôm nay con đến đây thì con cũng không có dự định trước gì hết. Là con đi đây, được cha đặt tay cầu nguyện và cha cười với con. Và cha con có nói là con ở giáo xứ giáo học tâm lý, con được ơn Chúa đó là con tới đây cầu nguyện một lần là con bị bệnh tim xoang gần 10 năm. Bệnh gì? Tim xoang. Thì có một hơi thối, rất ngại khi đến gần mọi người. Và con ra đây một lần con cầu nguyện thì được Chúa ban ơn. Lòng tin xấu của Chúa cứu với con là bây giờ thì con đã bớt đi rất nhiều. Đó là ơn duy nhất của con. Con tạ ơn Chúa, con tạ ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Tôi nói cho người nghe bệnh viêm xoang cái 10 năm mà sẽ là mùi hôi thối là sao, chia sẻ lại cho mọi người cân lại không? Dạ, thưa cha đó là thì con cũng uống thuốc rất nhiều lần. Nhưng mà khi uống thuốc thì cha bệnh nó bớt, mà uống thuốc thì nó lên lên. Thì nó bụi nó chạy và đau nhức thắt cái vai và cái đầu. Nói chung là khi con gần mọi người là mọi người người nào thông cảm thì gần con, mà những người mà người ta không hiểu thì ra đến xa con. Thì con cũng không hơi buồn. Và lại bị bệnh của mình thì con cũng không có cỡ hay là gì hết, mà con cũng rất ngại khi lại gần mọi người. Thì con vẫn uống thuốc hàng ngày, con đọc kinh cầu nguyện là con chăm hết trên Chúa, xin Chúa hãy giúp con để con tìm được thuốc uống hết bệnh. Thì khi mà con nghe cái anh cho đội ở gần nhà con đánh đồng chuồng, anh nghe đài lòng tin xót Chúa, thì con mới hỏi thăm, thì chị hỏi em có mua, chị mua cho. Thì cơ cha lúc đấy con không có tiền, con nói em chẳng có tiền thì bảo chị để cho vợ của anh không chừng đấy, thế là chị sẽ thêm một tiền mua. Thì con mua về con nghe được 3 ngày thì tự nhiên con lại đủ với chị làm giờ thứ sáu. Từ xưa giờ con chưa biết giờ thứ sáu như thế nào, thế là chị bảo thôi thì mấy chị em mình rủ nhau đi. Thì ngày đầu tiên là 4 người đi làm giờ thứ sáu. Thì lúc đó 4 chị em cùng cầu nguyện với Chúa là chuyển giác các bà mẹ, các người ở đó họ đó đi làm giờ thứ sáu. Và càng ngày mọi người đi càng đông, và con đã tạ ơn Chúa đã thúc đẩy tới các bà mẹ đến với lòng thương xót. Và con đến đây thì con muốn nói với các tục đoàn, chúng ta hãy tự hiến trang hết của mình, những lời buồn hay vui tất cả với Chúa. Chúa sẽ ra trong đôi tay đón nhận chúng ta, và chúng ta bỏ Chúa đi chôn, Chúa không bao giờ bỏ chúng ta. Hallelujah. Ngày xưa con không có máy, còn phải đi mưa, rồi vất vả. Hôm nay thì con đến đây, đây là món quà của mẹ cho tặng cho con. Quà sinh nhật của mẹ Maria tặng cho con. Sinh nhật thì thường nghĩ là mình cứ phải tặng mẹ cái gì, nhưng mà mình phải làm gương lại. Sinh nhật của mẹ thì mẹ lại trao tặng cho con, rồi con có thể con trao tặng lại cho ai để con tiếp tục làm cho mọi người biết đến lòng thương xót của Chúa nhiều hơn như là con đang làm. Con thấy chú dùng một cái con bé mà nó thân tòng, không mới có đạo, không biết gì đâu, mới nghe máy được có 3 lần và đi giới thiệu lòng thương xót Chúa, rồi lại lập được cái nhóm cầu nguyện lòng thương xót Chúa, và bây giờ lại rủ rê những người khác đến với lòng thương xót Chúa. Và chính khi mà nó làm được công việc ấy thì Chúa chữa lành cái bệnh viêm xoang hôi thối suốt 10 năm không có thuốc men nào khỏi được. Hôm nay em mới đến đây và chẳng sắp xếp gì cả, để chỉ là một lời tạ ơn. Mà lời tạ ơn đẹp nhất là lời tạ ơn tôn vinh quyền năng lòng thương xót Chúa qua lời truyền cầu của mẹ Maria. Chúa chúc lành cho con, đi về nhà. Con bỏ Chúa không bỏ ta, còn con